Đây là kỷ lục được công nhận vào năm 2020. Tính tới thời điểm hiện tại thì Việt Nam ghi nhận có 164 món ăn từ sợi và nước. Và bây giờ chúng ta sẽ tổng tấn công và sôi nổi hơn ở chủ đề thử thách tiếp theo. Xin mời! Đó là kỷ lục thế giới. Rồi, câu hỏi như sau. Liên minh kỷ lục thế giới World Kings đã công nhận Việt Nam là gì? A. Đất nước có nhiều hoa nhất thế giới. B. Đất nước có nhiều lễ hội nhất thế giới. C. Đất nước sở hữu nhiều món sợi và nước hấp dẫn nhất thế giới. Và câu D. Đất nước có nhiều trai xinh gái đẹp nhất thế giới. 60 giây, thảo luận bắt đầu. Đẹp thì cái này không thể nào mà bàn cãi được, là ở trên thế giới rất nhiều. Chỉ có câu C thôi. Chỉ có B và C, nhưng em nghĩ là cái B không có rất là nhiều nước có nhiều lễ hội hơn Việt Nam. Đúng. Là ví dụ Malaysia. Malaysia chắc Ấn Độ cũng có. Ấn Độ có nhiều. Chắc chắn là C. Hết giờ. Xin mời các bạn đưa ra đáp án ạ. Chắc chắn John có thể loại bỏ A. Có lẽ là sẽ là một nước kiểu rộng hơn thì có lẽ không phải là A. Còn B thì John nghĩ là sẽ còn nhiều đất nước khác, còn nhiều lễ hội hơn. Ví dụ Ấn Độ thì Ấn Độ còn mấy chục trăm dân tộc khác. Dân tộc nào cũng có lễ hội riêng của mình ấy. Còn D có thể loại bỏ nó vì tự nhiên là nó là chủ quán ý. Chính xác là không thể có một kỷ lục thật như thế. 90% C. Có chốt không ạ? Chốt ạ. Nếu mà em là em chọn câu D đó. Đó, đối với Nam thì Nam nghe gái đẹp nhất thì Nam chọn lên đó. Đẹp nhất thì Nam chọn lên. Nhung, vô thảo luận. Trong bốn đáp án thì em thấy đáp án hợp lý nhất là đáp án D đúng không mọi người? Đúng. Dạ. Luôn tôi đã chọn phương án D. Hay quá. Chúng ta sẽ đến với đáp án chính thức của chương trình. C, chúc mừng. Câu trả lời C, đất nước sở hữu nhiều món sợi và nước hấp dẫn nhất thế giới. Đây là kỷ lục được công nhận vào năm 2020. Tính tới thời điểm hiện tại thì Việt Nam ghi nhận có 164 món ăn từ sợi và nước. Vâng ạ, và bây giờ chúng ta sẽ đến với chủ đề âm nhạc. Trong vòng 60 giây các bạn sẽ phải thảo luận và đưa ra kết quả cuối cùng từ John. Rồi, câu hỏi bắt đầu. Trong lời bài hát của ca khúc Bên Trên Tầng Lầu, một sáng tác của Tăng Duy Tân, cô gái bị nhốt ở đâu? A. Bên trên tầng lầu. B. Trong lâu đài. C. Trong căn hầm. Và câu D. Trong trái tim. 60 giây thảo luận bắt đầu. John chưa bao giờ nghe bài hát này. Trong lâu đài thì nó là hình ảnh ứng dụng. Nếu bị nhốt ứng dụng thì sẽ là trong trái tim. Liz, dạ. Em gợi ý gì cho John? Lúc đầu là bên team bọn em có hơi suy nghĩ một chút là liệu cái câu hỏi nó sẽ là ẩn dụ, là cô gái bị nhốt ở đâu ẩn dụ không, nhưng mà đọc kỹ lại thì chắc là không ẩn dụ mà là nghĩa đen luôn, là cô gái bị nhốt ở đâu, nên bọn em đã cung cấp đáp án đó cho John và hy vọng là đúng ha. Đúng không? Mời John sẽ đưa ra quyết định cuối cùng của mình. Nếu bị nhốt trong lâu đài thì tại sao nó gọi là bên trên tầng lầu? Có thể là em ý bị nhốt bên trên tầng lầu của lâu đài, nhưng mà chắc phải nghe theo gợi ý của khuyên hai bạn. Của hai người đấy, chọn B luôn. Câu B hả? Là nhốt trong lâu đài ha. Tôn, dạ. Em có chắc chắn đáp án này là nhốt trong lâu đài không? Dạ, thật ra lời bài hát chính xác là nỗi nhớ này lâu phai nhốt em trong một lâu đài. À. Dạ, thì là tụi em chọn kết quả là B. Và chốt đáp án là B. Đáp án B là một đáp án. Bài hát này quá là nổi tiếng rồi. Và trong cái lời bài hát cũng có gợi ý giống như là Tùng mới chia sẻ là nỗi nhớ này lâu phai nhốt em trong một lâu đài. Đúng rồi. Một điểm nghiêng về đội nhà tiên tri.